em SH300 sau khi làm nồi cho anh em coi nha. Vô hết ra đó, 180 mấy rồi đó. Nè thấy không, cái này nè. Ghê thiệt. Quá em. Chùm thanh long, chùm thanh long vườn đỏ Long An. Cầu địa chỉ đây giờ. Đây, ông đứng quay clip giùm tôi ơi. Đang để quay á, cái quay tôi chạy đâu quay đó được rồi.